Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Tôi tin chắc là trong cái tuổi thơ của mỗi một người ở đây, hầu hết là quý vị cũng có gắn liền với một cái nhân vật hoạt hình nào quý vị yêu thích, phải không ạ? À? Cái nhân vật hoạt hình mà Phạm Hương ấn tượng nhất trong cuộc đời mình là nhân vật nào? Em nghĩ là nhân vật mà để nhiều ấn tượng nhất cho em đó chính là nhân vật Pikachu. Pikachu. Tại sao bạn thích Pikachu mà bạn không thích Pokemon trong khi bây giờ mọi người đang bắt nó? Pokemon là bây giờ mọi người mới thích. Còn ngày trước mình xem là mình chỉ thích Pikachu thôi. Vì Pikachu có một chiếc áo màu vàng rất là đẹp, giống y hệt như anh Trấn Thành ở tuần thứ tư. Dễ sợ không quý vị thấy không? Cái gì vàng nó cũng ấn tượng. Mặc dù tuần thứ tư tôi bận đồ thiên hạ ai cũng chửi, chỉ một mình Phạm Hương ấn tượng nhớ thôi. Tôi đã nói rồi, cả thế giới có thể quay lưng với tôi, chỉ có Phạm Hương ở lại. Cảm ơn Hương. Phạm Hương ở lại để nói với em là bộ đồ đó ghê lắm. Tại không ai nói cho em biết hết, cả thế giới quay lưng với em, không có nào nói hết. Mình nó cạch chớn, Hương là người tốt bụng, nói là mà Thành đã biết luôn với bọn em. Anh Hương à, em nói cho anh nghe, khi một cái người nào đó mà nó nói tốt về mình á, họ đang yêu thương mình, nó xả giao. Cái người nào đó nói xấu về mình, có lẽ là họ không thích mình, họ ganh tị. Nhưng một cái người nào đó ở lại bên mình đến phút cuối cùng để nói thẳng với mặt mình rằng là anh mặc bộ đồ thấy ghê lắm, thì cái người đó là gì? Người ta yêu mình tới không thể chịu đựng được để phải ở lại nói thẳng một cái sự thật vào mình, trao cả niềm tin vào mình. Tôi tin chắc tất cả những lời chê bai ngay lúc đó đều là chân tình. Tiếng vỗ tay hơi nhỏ, hình như nó hơi sai sai cái gì đó. Không có cái gì sai đây cả. Tại sao bộ đồ đó được nói là ghê mà không nói là xấu? Tại vì sao? Tôi cố tình mặc ghê để Phạm Hương phải nói. Nhưng em có nói anh ghê đâu. Hả? Nhưng em đâu có nói anh ghê đâu. Anh vẫn hiểu em mà, đâu cần phải nói. Ánh mắt chúng ta nói lên mọi điều. Thôi vô chương trình, vô chương trình đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta bắt đầu trở lại chương trình. John. Dạ. Nhân vật hoạt hình mà John yêu thích là nhân vật nào? À đây, mình xem lúc nhỏ và mình vẫn xem bây giờ luôn. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Oh my goodness. Tom and Jerry. Dạ. Bạn thích con Tom hay con Jerry? Cả hai. Yes. Tôi thích cái bà mà mập mập đập con John á. Cái bà nó lâu lâu mà mới xuất hiện, không bao giờ thấy cái mặt bà. Là chỉ có con gì mà con John, con Tom. À con Tom. Tôi chết rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi giám khảo, tôi sai quá. Rất là sai. Cái John, cái Tom nó giống nhau. Anh Hưng. Hả? Anh thích ai? Tom and Jerry. Tom Jerry luôn. Và thưa quý vị, Trấn Thành không gắn liền tuổi thơ mình với chuột Mickey. Mà cuộc đời tôi, những nhân vật hoạt hình tôi yêu thích, tôi không hiểu vì sao đều là những cái nhân vật ác. Tôi thích ba nhân vật: cái bà Bạch Tuộc trong Nàng Tiên Cá, cái bà bắt chó trong 101 Chó Đốm, với cái bà Maleficent trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Tại sao tôi toàn thích nhân vật ác, tôi không hiểu tại sao. Ủa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ác thì mình chơi với ác vậy thôi. Em nghĩ vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ác là một tính từ không đẹp để diễn tả về một con người. Tôi dùng từ khác. Thưa quý vị, đó là những người phụ nữ có cá tính. Và chắc chắn nhân vật hoạt hình sau đây cũng sẽ làm cho quý vị và các bạn cảm thấy thổn thức, bởi vì nó gắn liền với hầu hết của tuổi thơ của tất cả chúng ta ở đây. Thưa quý vị, Doraemon với Xuân Lộc. Mọi người hay nhận xét là tóc mình y như lông một con chó vàng. Mình mong muốn là mình được cắt một cái kiểu tóc nó phải có cảm giác giống như là David Beckham. Lúc đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mập thôi chứ không phải là một người béo phì. Mình đã được khoác lên những bộ cánh vô cùng cá tính. Và lần đầu tiên Tố thốt lên một câu mà mình sung sướng vô cùng: hôm nay đẹp trai quá. Tự nhiên tự tin dâng lên 200%. Trên cái máy ảnh của nhiếp ảnh gia, mình bị bất ngờ vì một cái bụng đã đẹp đi hơn một nửa. Mình đứng cạnh mọi người, mình cũng khá là bảnh trai và vẫn giống David Beckham. Putude Diamond.
Và các bạn Xuân Lộc và Hải Anh trong hình tượng Doraemon và Nobita. Thưa quý vị, quá dễ thương. Quý vị yêu thích tiết mục này và dự đoán họ là tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần, chúng ta soạn BN khoảng cách 04 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời John. Đúng rồi, đây là một cái bài dễ thương. Cái phần tụi em sử dụng cái đầu cụ thì cái đó cũng là một cái sáng tạo, nhưng mà anh mong muốn tụi em sử dụng nhiều hơn nữa. À, Xuân Ngọc, lúc em bước vào và em chui ra đó, mình gặp một số vấn đề thì nó chưa được đẹp. Sau đó lúc Hải Anh bước ra và hai em bắt đầu nhảy thì cái đó cũng hay, nhưng cái đầu cụ bắt buộc thì anh muốn thêm đầu cụ trong cái bài này, và anh không biết nếu mà Doraemon có bình thường sexy như vậy không. Quá sexy ha. Cái này là jazz phải không John? Yeah. Jazz funk. Lần đầu tiên mà thấy là Doraemon mà nhảy jazz. Trong cái động tác nó có nhiều cái hay. Lúc Doraemon là làm make up và Doraemon sửa áo và Doraemon thì nó có lắc mông nữa. Dạ, lắc mông nữa. Nhưng mà với cái bài này thì là cái thử thách là đầu cụ. Thì đối với anh là cái phần với đầu cụ nó chưa đủ. Xài đầu cụ nhiều hơn nữa nó mới đã. Yeah. Quan trọng là chúng ta phải tạo ra hiệu ứng với cái đầu cụ. Ý trong bốn là vậy. Là cũng có, nhưng anh muốn thêm. Rồi, còn Phạm Hương thì sao ạ? Đối với Phạm Hương thì Phạm Hương thấy tiết mục này là tiết mục rất là có tính giải trí, bởi vì âm thanh rồi ánh sáng kết hợp tạo cho mọi người thấy được cái sự hào nhoáng và sự vui nhộn ở đó. Thì đối với bạn thì với ngoại hình bên ngoài rất là giống chú Doraemon, rất là dễ thương, với những cái biểu cảm, những cái động tác của bạn thì rất là đáng yêu. Tuy nhiên cũng giống như mà anh John Huy đã nhận xét thì đây là một cái phần thi bắt buộc. Bạn phải tương tác với đạo cụ rất là nhiều. Điều đó cũng đòi hỏi rằng là cái việc mà bạn biến cái đạo cụ đó thành cái sự sáng tạo trong bài biểu diễn của mình. Khi đoạn đầu tiên thì khi bạn bước ra thì Phạm Hương chưa thấy được nhiều lắm sự hứng thú với lại cái chiếc đạo cụ đó. Nó chỉ đơn thuần là một cái tấm màn để bạn che chắn thôi. Và sau đó và Phạm Hương cũng thấy hơi tiếc một chút là cái kết của bạn hơi bị nhanh và hơi bị ngắn, làm cho người xem có cảm giác hơi bị hụt hẫng một chút. Còn anh Hương thì sao? Anh là thấy trong mắt anh cái cách nhìn của anh thì lại khác một chút. Các bạn đã thông minh biến nó thành một gánh xiếc nhỏ của riêng mình, là một trò ảo thuật. Mà cái tay chân rồi dài ra, anh thấy gần cả nửa bài đấy chứ. Rất là nhiều, nhào ra nhào vô trong cái đạo cụ đó để mà thực hiện những ý đồ của mình. Đúng là bài này dễ thương và đầy thú vị, mang tính giải trí rất là cao. Khả năng nhảy của tụi em thì anh biết rồi. Anh đã đánh giá cao ở cái phần mà tụi em thông minh để biến cái đạo cụ thành cái gì thì anh mới ghi điểm nhiều. Thì em đã ghi điểm được cái phần đó là biến thành một cánh xiếc màng mở ra có và trong đó biến lật ngang lật ngửa. Anh thấy sử dụng khá nhiều đấy chứ. Dạ vâng. Thì riêng anh thì anh thích cái phần này. Xin cảm ơn anh Hưng. Các bạn thấy không? Hôm nay giám khảo Đàm Bình Hưng của chúng ta như một bà tiên, đúng không nào? Ông Bụt như một ông Bụt. Đấy, luôn luôn ban phép lành và hỏi là vì sao con khóc. Bụt sẽ hiện ra và bảo là thôi ta đi đây. Tôi tin chắc là như thế chứ. Trong ba giám khảo sẽ có người trái chiều chứ. Hôm nay anh Hưng sẽ cứu vớt các bạn, hãy xem đây. Mời anh John. Còn một bài nữa nha. 8 điểm. Phạm Hương 8 điểm. Và anh Hương 9 điểm. Xin cảm ơn Hải Anh và Xuân Lộc. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stand?